Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của Quyền Gà Bống. Và ngày hôm nay thì có bạn Thân Sói TV comment trên kênh YouTube của Quyền với nội dung là có Samsung Galaxy E32 không anh. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ làm một video gửi đến tất cả các bạn và cũng như bạn Sói TV về một dòng sản phẩm Samsung Galaxy E32 đang được kinh doanh bán tại thế hệ và đường máy xanh, cập nhật giá và cũng như chương trình khuyến mãi hiện tại của bạn nha. Samsung Galaxy E32 thì chúng ta sẽ có mức giá bán tại thế hệ điện máy xanh hiện tại là 6.490.000 các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm 15%, chỉ còn 5.490.000 thôi. Một số chương trình khuyến mãi kèm theo như là nhập mã SPP MWG giảm 10% tối đa 100.000 khi các bạn thanh toán qua ví Shopeebank. Nhập mã MWG 18 giảm 3% tối đa 100.000 khi thanh toán qua Willcode qua app của ngân hàng các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ có 3 màu sắc để mà lựa chọn dòng sản phẩm Samsung Galaxy A32. Đó là màu tím các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có màu tím, màu xanh dương và màu đen. Chúng ta sẽ có 3 màu sắc để chúng ta có thể lựa chọn. Phụ kiện kèm theo máy thì chúng ta sẽ có một adapter sạc, cáp sạc, khay đáy SIM, sách hướng dẫn sử dụng máy các bạn nha. Sẽ không kèm tai nghe và ốp lưng cho bên trong máy. Vì sau đó về chính sách bảo hành thì máy sẽ được bảo hành là 12 tháng các bạn nha. Hư gì đổi nấy thì trong tháng đầu tiên thì chúng ta sẽ được miễn phí. Phụ kiện kèm theo thì sẽ được bảo hành là pin sạc bảo hành 6 tháng các bạn nha. Về cấu hình của dòng điện thoại Samsung Galaxy A32, máy sẽ trang bị cho chúng ta một cái màn hình 6.4 inch nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay hai, với độ phân giải là Full HD Plus, rất là đẹp. Màn hình thì không cần phải bàn. Và máy trang bị con chip G80 8 nhân, RAM thì 6GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn nha. Quá là tuyệt vời luôn. Pin 5000 bảo hỗ trợ sạc nhanh cho chúng ta. Máy trang bị camera trước với độ phân giải lên đến là 20 MP, cụm 4 camera sau có độ phân giải camera chính là 64 MP, camera phụ thứ nhất là 8 MP và hai camera phụ còn lại là 5 MP lên đèn LED các bạn nha. Đó, nhìn cụm camera rất là ok, mặt sau kính nha các bạn, rất đẹp. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng, tiếng nguồn. Phía dưới chúng ta sẽ có loa, sạc tiếp SIM, mic thoại và jack 3.5. Bên trái chúng ta sẽ có khay lấy SIM. Phía trên chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm mic thu âm để chúng ta có thể chat video call hoặc là quay phim thì nó sẽ có âm thanh nó ok hơn. Samsung Galaxy A32 là một trong những dòng điện thoại có dung lượng pin cũng khá lớn. Pin pin đến 5000 mAh và chúng ta sẽ có tốc độ sạc nhanh là 15W luôn các bạn. Rất là ok. Trải nghiệm mượt mà với dung lượng RAM là 6GB và trang bị một con chip đến từ Helio G80. Đây là con chip của MediaTek sản xuất các bạn nha. Chúng ta sẽ có ảnh chụp sắc nét và chi tiết hơn với bộ 4 camera với độ phân giải camera chính lên đến là 64 MP. Hứa hẹn sẽ cho ra những bức ảnh và video sắc nét và chân thực nhất. Chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm xem phim và video sẽ đã mắt hơn với trên màn hình 6.4 inch với độ sắc nét của tấm nền Super AMOLED thì các bạn không cần phải bàn tới, với độ phân giải lên đến là Full HD Plus. Đây là một trong những màn hình đẹp nhất trong tầm giá luôn các bạn. Với mức giá hiện tại đang giảm giá tại Thế Giới Đồng và Điện Máy Xanh luôn là 6.490.000, chúng ta giảm được 15%, chỉ còn 5.490.000 thôi các bạn. Hãy đến ngay Thế Đồng và Điện Máy Xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dòng sản phẩm Samsung Galaxy A32. Còn các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể truy cập ngay website Thế Đồng .com và Điện Máy Xanh .com để chúng ta thể tham khảo chính xác về mức giá và cũng như trình khuyến mại hiện tại của dòng sản phẩm Samsung Galaxy A32 này các bạn nha. Quên đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Các bạn có câu hỏi hay là yêu cầu gì thì hãy comment dưới video này để Quyền có thể cập nhật và sẽ làm video gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye.